phải lưu ý rằng là cái thông số đánh số và thông số mm của dây thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Hello, xin chào tất cả anh em ạ. Tất cả anh em đến với kênh Kim Thì có rất nhiều anh em mua có cái loại xe cước mà chỉ nói cái thông số ví dụ như 1.1.5, 0.8, 0.6 đó tùy. Nhưng mà khi gửi về thì anh em lại bảo là cái thông số của cái xe cước thì nó là bị sơ anh em ha. Đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em về một cái cách để anh em phân biệt được cái thông số thật của cái dây cước ha. Đầu tiên để mà nói về cái thông số dây cước thì mỗi hãng nó sẽ có một cái số khác nhau ha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Cái này là cái thông số của số gọi là thông số của cái có cái loại số ta đánh dấu anh em ha. Chứ cái này là cái thông số không phải là cái thông số để mà từng mm của cái xe cước. Đấy. Anh em phải lưu ý rằng là cái thông số đánh số và thông số mm của dây anh em ha. Đấy thì nó sẽ hoàn toàn khớp nhau. Nên từ đó anh em nếu như mua mua hộp thì anh em nên xem cái thông số mm nó sẽ chính xác nhất khi anh em chưa biết về cái sản phẩm đó và cái xe cước đó. Đấy. Chẳng hạn như thế này, cái thông số của các anh thì nó sẽ để là số 1 anh em ha. Đây số 1, nhưng mà cái thông số mm của nó là 1.65, tức là cái xe cước này là 1.65 nặng anh em ha. Đây cái đây là cái thông số test tại tỉnh nó là 2,4 đây, là 1 chấm. Còn như của này là của Ba Giòn anh em ha, Ba Giòn thì nó để 1.0 đây, tức là anh em thường gọi là 1 chấm, thì cái thông số cái xe cước của nó là 0.165 mm. Này là thông số mm của xe cước. Còn cái số 1 0.1.0 hoặc là 1.2, cái này là cái thông số của cái số mà hãng người ta đặt cho từng cái loại xe lớn nhỏ của người ta. Chứ anh em đừng có nhìn vô mà mua số 1.0, tức là anh em cho nó là 1 chấm. 1 chấm này tức là nó là 1.65, nó hơn 1.5 anh em ạ. Đấy 1.5 mm. Đấy. Còn như những hãng khác cũng vậy. Như của dòng Ryuki thì số này em bổ là dây nó to, nhưng mà 1.5 số to vậy. Nhưng anh em thực chất ra là 1.5. 1.5 của Ryuki này là nó để cái này là cái thông số cái số, tức là cái số đánh dấu của từng số cho từng size. Chứ không phải là cái thông số mm này, đây là chính xác là cái thông số mm của nó là nó 2.18, không phải 0.18 mm. Đấy đây là cái thông số của sợi dây, đây là thông số thật chính xác của sợi dây. Còn cái thông số này, thông số 1.5 này nó chỉ là một cái số mà để được đánh dấu của hãng sản xuất người ta sẽ đưa ra ha. Đấy cũng cái này là 1.5, nhưng mình sẽ lấy một cái loại khác cho anh em xem ha. Cũng như này Quynh Long anh em ha. Đấy nó là thông số nó là 1.5, nhưng mà nó là 0.20 mm. Đây còn như của Ryukyu thì nó là 0.18 mm. Đấy thì mỗi mỗi hãng sản xuất người ta sẽ để 1.5, nhưng mà cái thông số mm của nó thì nó sẽ khác nhau, không có giống nhau. Đấy. So sánh giữa cái thông số hơi chấm anh em à, thằng này nó cũng để hơi chấm anh em à, hơi chấm không, và Blacksat thì nó cũng để hơi chấm không, nhưng mà cái mm của nó phía trong này thì nó là 0.34 mm anh em à. Đấy và cái hanh này thì nó vẫn để hơi chấm, thì cái thông số để là hơi chấm, nhưng mà cái thông số mm của nó là 0.23 mm. Đấy
tức là hơi cái này nó sẽ khó hoàn toàn anh em ạ. Cũng đều nó để là hơi chấm như nhau, con này là hơi 34 mà thằng này là hơi 35 đấy, thì mỗi cái thông số nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau anh em ạ, tùy theo xe cước. Còn như cái lũ ngư này thì nó để 3.5 nhưng mà cái đường kính của mm nó là 0.30 mm đấy, tức là nó sẽ nhỏ hơn 3.5 đấy. Nên anh em mua hòn thì anh em nên tìm hiểu cái thông số mm nó sẽ chuẩn xác nhất à, tùy theo cái xe cước, từng loại xe cước luôn đấy, anh em mua khỏi bị lầm. Đấy là một cái cách phân biệt từng cái loại xe cước, phân biệt cái xe cước lớn nhỏ cho nên ha. Còn như những cái loại thông thường như thế này thì cái thông số mm này thì nó sẽ không bao giờ mà nó sơ suất được, bởi vì mỗi hãng sản xuất người ta sẽ để cái thông số mm nó thường là chính xác, còn những cái thông số mà ta để 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ tùy tùy thuộc một cái hãng mà người ta sẽ để cái thông số, cái số đó. Thì anh em nào có cái quan niệm nào giống như mình hoặc là có những cách nào phân biệt thì có thể là hay hơn, ok hơn, thì mình cũng có thể chia sẻ với anh em ở trong cái phần bình luận, cũng như là mình có gì đó mà phân tích cái kiểu này sai hoặc không đúng, anh em cũng có thể cho mình xin ý kiến ha. Và cái video mình ở đây xin kết thúc, đây là có cái hay để cho mình một like lên cái kênh và đừng quên chia sẻ cái video này cho mọi người cùng xem. Chào anh em.